Hello, xin chào các bạn. Có một số bạn bảo anh ơi, anh chia sẻ là những chú vẹt đầu hồng chống mái đi. Thì mình xin nói với các bạn rằng là đối với những chú vẹt đầu hồng non thì khả năng phân biệt chống mái cũng có thể là rất là khó. Thì mình muốn chia sẻ với các bạn là khả năng đoán những chú vẹt đầu hồng non chống mái hơi khó, nhưng ở đây thì mình muốn nói với các bạn rằng là có một cái có thể các bạn để có thể các bạn dự đoán được chú vẹt đầu hồng chống mái là thứ nhất là ở chú vẹt này thì khi mình vật ngửa lên mình sờ cái xương hậu môn thì nó rất là khít. Nó rất là khít thì như các bạn cũng biết rồi là khi mà nó khít nếu nếu mà ở cái tầm nó nhiều tuổi khoảng độ 2 tháng 2 năm tuổi trở lên thì có thể đấy là một bé vẫn là bé trống. Còn nếu mà cái xương hậu môn mà nó to nó hở khoảng độ 1 cm thì là mái, bởi vì mái thì nó sẽ phải đẻ ra cái liên quan đến cái quả trứng nó chui qua cái xương hậu môn đó. Cái điểm thứ hai đó là như các bạn biết là nhìn đầu con vẹt này thì nó giống như là một chú vẹt xích đầu bằng dài này này. Đó. Nó rất là bằng và rất là dài. Thì nó giống như một chú vẹt xích, nó cũng có những cái đầu mà bằng bằng dài dài như thế này thì là khả năng chống rất là cao và thon thon. Còn những chú vẹt xích hoặc là vẹt này mà nó đầu nó to xù mà nó ngắn ngắn này này thì khả năng mái sẽ rất là cao. Chính vì vậy thì ở thời điểm này thì chỉ bằng cách là chúng ta xem ở hai cái điểm đó. Ở vai này nó chưa có cái vẹt ở bên hai bên vai cánh này này. Chính vì vậy thì chỉ nhìn bằng cách là đấy các bạn nhìn kỹ. Đây mình cho quay đây để các bạn biết. Các bạn nhìn kỹ thì thấy cái đầu nó rất là bằng bằng và rất là dài. Đó thì ở đây chúng ta cũng có thể đoán được là đây là chú vẹt trống hay chú vẹt mái. Thì thời gian chứng minh vẹt trống hay vẹt mái thì nó còn phải một thời gian rất là dài nữa. Đây chính là chú vẹt mình hay chia sẻ cái free fly đây. Dạo này nó bắt đầu lớn rồi thì nó cũng có những cái định hướng bay không được chuẩn như trước. Thỉnh thoảng cũng có thể là nó bay ở trên khu vực ở gần nhà nhà mình một lúc nó mới xuống đấy. Cho nên là tính tình nó lớn nó thay đổi một chút thì các bạn sẽ phải tập luyện là nó hơn một chút, tức là kỹ càng hơn một chút và phải để cho nó qua cái giai đoạn mà nó bướng bỉnh nó một chút. Nhìn thế này thì các bạn thấy là cái đầu của nó rất là bằng và dài thon. Chính vì vậy là mình cũng nghĩ rằng là đây là một chú vẹt trống cộng với việc là cái xương hậu môn của nó rất là khít. Đó. Có khách. Có khách. Có khách. Ở cái thời điểm mà những chú vẹt bắt đầu ăn hạt nha các bạn nhé. Chú vẹt này thì nó cũng đã bắt đầu tập ăn hạt đấy. Thì nó sẽ bướng bỉnh một chút đấy. Thì các bạn khi nó bay ra ngoài có thể nó nhớ đường. Bởi vì mình cũng tập luyện ở khu vực nhà mình xung quanh nó nhớ đường đấy. Nhưng mà các bạn vẫn phải cẩn thận chẳng là nó sẽ bay nhé. Cho ra ngoài nhớ một điều là phải ăn thật đói. Ở cái mắt này các bạn để ý là đây cái ria mắt này này. Chọc chọc là có thể là các bạn để ý thì các bạn hỏi là tại sao nó lại như vậy thì mình chia sẻ luôn, cũng chính video này mình chia sẻ luôn. Nó bị đau mắt khi mà nước mắt nó chảy ra nó sẽ ngứa thì nó lấy chân để nó gãi, chính vì vậy nó sẽ gây chọc ở cái chỗ mắt này này. Thì mình chia sẻ luôn cái việc là các bạn chữa mắt cho những chú vẹt bị đau mắt. Chú vẹt này thì chưa đến mà lúc mà nó nhắm nhắm mắt mà nó vẫn chưa nhắm mắt, nó cái thời điểm nó đau mắt nó chưa nhắm mắt, nhưng cái thời điểm đó là cái nước mắt nó đã ra rồi, ướt ướt xung quanh mắt rồi. Khi thì mình phát hiện thì mình thấy nó ướt mắt và mình đã dùng cái thứ nhất là buổi tối mình dùng thuốc tetracycline đây này. Thuốc mỡ này các bạn ra chỗ tiệm thuốc Tây y của người mua lên một tuýp như này. Các bạn bôi vào buổi tối bởi vì tối chim nó ngủ thì nó ít khi nó gãi vào mắt, nó đỡ cái bẩn.
nó đỡ cái bẩn từ chân nó lên, nó gãi vào mắt thì nó lại càng lâu khỏi. Thì các bạn nhớ là cái thuốc mỡ này các bạn bôi trực tiếp vào mắt luôn đấy, trực tiếp vào xoa tất cả đều cả mắt, cả cả phía trong viền mắt, trong mắt luôn và ở phía viền mắt. Đó là buổi tối nhá. Còn buổi sáng và buổi trưa thì các bạn dùng cái Latri Chlorid này này, là cái 0,9%, 0,9%, hoặc là các bạn mua của người nhé, hoặc 0,3% của trẻ trẻ em, các bạn nhỏ vào buổi sáng và buổi trưa. Còn buổi tối thì các bạn nhỏ này nhé, các bạn nhớ nhỏ trong khoảng độ 4 đến 5 5 hôm nhé là nó sẽ khỏi. Như thế này nó đã khô rồi. Còn nếu mà nó chưa khô là nó sẽ ướt vòng quanh cái mắt này. Ở đây nó khô rồi nha các bạn nhé. Chỉ có chọc lông là đấy, mình cũng chia sẻ là hàng ngày khi mà bị nước mắt vào nó gãi nhiều, chính vì vậy nó sẽ làm cho cái lông này bị chọc. Thì ở video này mình chia sẻ với các bạn đó là cách đoán đoán nhé, chú vẹt đầu hồng non sống hay mái. Và cái thứ hai là trong video này là mình chia sẻ với các bạn là hai loại thuốc nhỏ mắt để kết hợp nhỏ cho chú vẹt đầu hồng này khỏi. Cái này các bạn có thể là áp dụng cho cả những chú vẹt như là yến phụng, lấp bớt, ngực hồng, đầu hồng, rồi đầu xám, hay là với những chú vẹt lớn như là Electus, vẹt xám châu Phi, hoặc là Blue and Gold, những chú vẹt Macau to lớn cũng được, không sao nhé. Đó thì mình chia sẻ video này, hy vọng các bạn đã có cái nhìn, chúng ta có thể đoán được chống mái. Đây là dự đoán thôi, còn nếu mà chính xác là phải đi xét nghiệm. Cái thứ hai là các bạn dùng thuốc này nhỏ mắt này để các bạn có thể là chữa cho chú vẹt của các bạn. Đây tất cả đều có con mắt đây nhé. Thì mình xin dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và theo dõi kênh Yêu Vẹt and Pets. Và thời điểm này kênh của mình cũng đang lên cái lượt xem rất là nhiều. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành để kênh luôn luôn được đề xuất chia sẻ với các bạn yêu vẹt trên mọi miền tổ quốc. Xin chân thành cảm ơn nhá. Thanks for watching and goodbye.